cán bộ, chiến sĩ công tác ở trại giam, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an bị cấm nghỉ phép cho đến khi COVID-19 được kiểm soát. Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cục C10, Bộ Công an, cho biết lệnh cấm bắt đầu từ tháng 3 nhằm tránh trường hợp cán bộ, chiến sĩ trong thời gian nghỉ phép vô tình tiếp xúc người có nguy cơ lây nhiễm, rồi về lây cho phạm nhân. Cán bộ của cục C10 chỉ được nghỉ phép trong trường hợp bất khả kháng như có đám hiếu người thân hoặc bị ốm. Nêu bài học đắt giá về việc cuối tháng 2, ba nhà tù Trung Quốc có hàng trăm phạm nhân và cán bộ dương tính với NCOV do cán bộ đi vào vùng dịch sau đó lây cho tù nhân và đồng nghiệp, tướng Đình nói sẽ sử dụng tất cả biện pháp để phòng tránh tốt nhất có thể với COVID-19. Cục C10 quy định, cán bộ, chiến sĩ khi làm việc phải tuân thủ yêu cầu về phòng dịch như rửa tay sát trùng và đeo khẩu trang. Các cơ sở giam giữ thường xuyên được phun khử trùng. Cục cũng hạn chế người thân của phạm nhân đến thăm và gửi đồ tiếp tế. Với trường hợp được phép, người nhà phạm nhân phải đeo khẩu trang và sử dụng các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Với các trại giam ở Vĩnh Phúc, Cục C10 tạm dừng cấp phép thăm và tiếp tế quà đến hết tháng 3. Đến ngày 3 tháng 3, COVID-19 xuất hiện ở 76 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 91.000 người nhiễm bệnh, 3.124 người chết. Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Tại Việt Nam, 16 ca nhiễm NCOV đã xuất viện, 19 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới. Tuy nhiên, cả nước còn 75 người nghi nhiễm đang phải cách ly, hơn 10.000 người tiếp xúc gần người nghi nhiễm và từ vùng dịch Trung Quốc, Hàn Quốc trở về được theo dõi sức khỏe. Let's look at why.